Cảnh sát UAE cho biết, để trẻ em ngồi trên xe ô tô đặc biệt nguy hiểm trong những tháng mùa hè nóng rực, nơi nhiệt độ trên toàn nước này đã tăng vọt lên mức khoảng 48 độ C. Giới chức đã ghi nhận một số trường hợp trẻ em bị bỏ quên trong xe và tử vong, do đó việc bỏ quên trẻ em trong xe được xem là phạm tội. Theo đó, mức phạt tối thiểu 5.000 dirham, tương đương khoảng gần 32 triệu Việt Nam đồng đối với người giám hộ nếu để trẻ không có người trông coi trong xe và có thể đi kèm với án tù. Cảnh sát UAE cảnh báo và lưu ý các bậc phụ huynh bất cứ khi nào ra ngoài ô tô phải nhớ kiểm tra xe và khóa xe. Trẻ em không được ở một mình, không có người giám sát, dù chỉ một phút bước ra ngoài, nghe điện thoại hoặc mua đồ.